Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Phủ Nhân. Hiện tại em đang có mặt tại vị trí là hẻm 84 nha quý vị. Hẻm 84 Dương Định nè, thuộc phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ha. Đây là trước mặt quan cảnh của cái đường hẻm 81 Dương Định mình nha quý vị. Hẻm 81 Dương Định mình xe 3 tấn rưỡi vô được nè. Còn cái hướng bên tay phải em ha, là mình thông về là đường Vĩnh Hiệp nha quý vị, về phường Vĩnh Hiệp ha. Và mình thông về chợ Tắc Gán là được nha. Và mình đi được nhiều hướng nha quý vị. Đây là cái hẻm 81 Trương Định nè. Hẻm mình trước mặt mình là có lộ 4m nha. Còn bên tay trái em nè, là mình thông ra ngoài đường Nguyễn Trung Trực nha quý vị. Đây từ vị trí hẻm 81 Trương Định này là mình thông ra ngoài đường Nguyễn Trung Trực á. Cách cho khoảng 600m là tới đường Nguyễn Trung Trực nha quý vị. Còn hôm nay em giới thiệu cho quý vị một thửa đất của mình ha. Đất của mình nằm tọa lạc tại vị trí là hẻm 81 Trương Định nha quý vị. Đất mình có diện tích là chiều ngang là 5m ha, và chiều dài là 26m ha. Đây mời quý vị vô tham quan thửa đất của mình ha. Thửa đất của mình là nằm tọa lạc tại mặt tiền hẻm 81 nha quý vị. Từ vị trí hẻm 81 thì vô có khoảng 200m là tới vị trí đất của mình ha. Đất của mình là có đường là lộ bê tông 4m trước mặt nha quý vị. Đây là quang cảnh của cái đường hẻm 81 này ha. Từ vị trí này là cách trung tâm thương mại Gạch Sỏi có khoảng 1km nha quý vị. Và trung tâm thương mại Phú Cường cũng 1km luôn. Đây là quang cảnh của nhiều nhà ha. Giật này là khu dân cư đông đúc nha. Cái đường này mình thông ra ngoài đường hẻm 139 Trương Định được nha quý vị. Đường này là mình thông ra ngoài đường hẻm 139 được luôn á. Đất của mình là có hướng là hướng đông bắc nha quý vị. Trước mặt lộ mình là thể hiện lộ 4m nha. Xe thì ô tô vô tới chỗ nha quý vị. Đường này là mình thông ra ngoài hẻm 139 Trương Định được nha. Đây là vị trí đất của mình nè ha. Đất của mình thì nền thì bằng mặt lộ nha quý vị. Đất mình có diện tích là chiều ngang là 5m nha, và chiều dài là 26m. Đất chưa có thổ cư nha quý vị. Đất là đất cây lâu năm ha. Đây là nhà rồi cũng đông đúc ha. Hướng này là mình thông ra ngoài hẻm 139 Trương Định được nha quý vị. Đây là quang cảnh của cái đường hẻm ha. Đây là nhà rồi, khu vực nhà rồi cũng đông đúc nha. Rồi quý vị và các bạn có quan tâm đến thửa đất này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Còn giá em có để trên tiêu đề nha quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Xin chào.